Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 26 tháng 3. Ông Huỳnh Văn Sơn làm Phó Chủ tịch tỉnh Long An. Ông Huỳnh Văn Sơn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, được giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 21-26. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 292/TTG phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 21-26 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. Trước đó, ngày 28 tháng 2, tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10 nhiệm kỳ 21-26, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Huỳnh Văn Sơn, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Huỳnh Văn Sơn sinh năm 1974, quê ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn đã từng giữ các chức như là Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. Đó là thông tin ngày 26 tháng 3. Nên em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chung. Tạm biệt.